Má chửi nắng bị tụi nó chửi. Yeah. À, tao nghe đâu đó bên kia đại dương có mấy thằng lầu tự xưng mình làm đại tướng phong vua phong thần đã ngu mà còn lại vướng ảo mơ phục quốc, tự sửa tự xây tượng đài, mấy con chó dại nuôi phong phản động cánh xé tổ quốc, gieo rắc tay thương dập tắt tương lai chỉ để hai đường tụi bay sẽ chết mà không một ai thèm thương ha. À. Dù cho tụi mày có lôi đạo cha đạo chú đạo luôn mà bố tụi mày về đây chống phá thì tao cũng đéo quan tâm, mấy con bóng già tao sẽ chôn xác tụi mày ở Gò Đống Đa giống như Quan Trung chôn thây giặt cỏ thành 12 đống nha. Lũ chó đánh thuê là liếm bờ cõi tổ quốc nào của tụi bay mà hỏi tụi bay làm lồn chỉ có đất nước mà đòi tụi bay thua trận, bởi vì tụi tao là con nhà nòi. Hey, yeah. Nói tụi bay biết nè. Yeah. Đất nước dù cho có nghèo cũng đéo liên quan đến tụi bay, bọn tao yêu nước ra sao cũng đéo cần chúng mày dạy. Có khi nào tụi bay nhìn vào trong gương và tự hỏi tụi bay từ đâu sinh ra, tại sao mang quốc tịch Mỹ mày ra lại vàng và tóc lại đen vậy hả? À, tụi bay gặp phải bọn tao như thằng ăn trộm nhìn thấy chủ nhà, còn cách tụi bay chỉ dụ được bọn con nít cần tiền mua quà. Cờ đỏ sao vàng được treo chính thống bởi nhiều quốc gia, còn cái vẻ màu vàng ba sọc không biết được ai công nhận vậy ta. Nói ra điều này thì tụi bay cũng đừng có cay cú, bởi vì hoàng sa tụi bay đã dâng cho tàu Việt sử xưa kia vẫn còn đang ghi chú. Ây, xã hội muốn phát triển thì cần thời gian để thay đổi, bức tranh nào muốn đẹp cũng cần một vài màu tối. Chiến thắng giặc ngoại xâm không phải là nhờ cầu nguyện, hy sinh và máu đổ chứ không phải phép màu nhiệm. Nên còn lại mấy cha đừng mang con nít đi biểu tình, trẻ con còn ngây dại trên đường mãi mã chiêu binh. Cha đừng đẩy dân tộc con vào cảnh loạn lạc điêu linh, bởi vì Chúa có dạy như thế là loài yêu tinh. Cách xa nửa vòng trái đất mà thằng nào cũng muốn chiến tranh, trong khi hàng ngày vẫn đang chạy vạy có từng miếng ăn, lột quần lột áo làm đủ thủ đoạn, mong có tiếng tăm đồng bọn bị bắt thì lại biến nhanh. Ê, tao như là bao thanh thiên dùng cấu đầu đao chặt đầu chó điên để cho Việt Nam không còn có biến chạy qua biến cố. Lần này tao đã nhận thấy sức mạnh vô biên của một lũ ngu, phải nói là bền vững. Yeah, đừng chửi tao nha. Yo, tao đang tự do ngôn luận nên mấy thằng lồn nhân quyền đừng có bay vô mà cắn tao, bởi vì tụi mày vẫn chưa đủ tuổi và đéo đủ tầm để với tới những vì sao. Trên cao cờ đỏ sao vàng tỏa sáng, còn bọn lãnh hãng vẫn quỳ dưới chân đi tìm cái thứ nhân quyền dễ rách mà bọn phương Tây coi nó như là một đống phân dâu. Tụi bay tự cho mình là ban chủ của đám cái bang bên kia thế giới, thử về Việt Nam tao cho tụi bay cuộc sống thảnh thơi trong bốn bức tường với một cái giường tan hồ tư vương, hai bộ quần áo, một cục xà bông bọn tù nó thông dâu. Yeah, tao nói nè, ở trong đó không cần đeo gông nhân quyền cao cả đâu, sạch thịt sạch tù nhân nuôi thả, không sợ ung thư, không sợ Trung Quốc, an ninh nghiêm ngặt, bảo vệ nhân quyền, cuộc sống thần tiên mấy sao sánh được nà. Yeah.